Thì khi mà chị dịch chụp hình đứa bé để post lên mạng xã hội thì chị có phải xin
bây giờ bạn ví dụ như là bây giờ là bạn up này lên Facebook nha, lên kia lên Facebook nha, đó là bây giờ là thấy ok. Còn cái nào chị nói chị phạt rồi chị nói là cái này để up này lên Facebook này cho mọi người thấy là con là hư như vậy, phạt á, là nó biết cái gì được, cái đó là phạt để xấu hổ. Ở nhà thì tại vì em thấy cái bé của tôi học trường quốc tế thì sẽ có giao tiếp bằng tiếng Anh được, thì ở nhà chỉ có giao tiếp bằng tiếng Anh với các bé. Trời, chị đâu có biết tiếng Anh đâu nói. Chị nói tiếng Việt không mà chị kêu chị cho ba đứa nói tiếng Anh thì chị kêu chứ giờ nói tiếng Anh đi rồi xong rồi đi mẹ cho đi chơi, mẹ cho đi ăn này nọ. Còn nếu mà không biết tiếng Anh đó thì không nói tiếng Anh thì nghỉ đi chơi, nghỉ mua quà, mua bánh rồi này nọ, mua sô cô la rồi đó, thì mình cho nó quà thôi, nói vậy thôi chứ nói còn tiếng Việt không. Nó nói tiếng Anh khó là tiếng Việt cũng dễ hơn. Nó nói thì khó mẹ mới cho đi học chứ thôi, chứ mẹ đâu có được đi học đâu, giờ mẹ đâu có biết tiếng Anh đâu. Nó biểu mẹ nói đi, nói mẹ đâu hồi xưa rồi ai không có tiền cho mẹ học thì sao mẹ biết được. Nó nói ờ ha. Còn đối với hai bé nhỏ là sao, chị có đặt nặng vấn đề mà mình phải nói sẽ em cho mấy bé và tiếp xúc với lại tiếng Anh từ nhỏ mà vì sao mấy bé cũng lo không có quan, không có liên quan. Nó là con chị, nó là quốc tịch Việt Nam, cái tiếng đầu tiên của nó là phải kêu ba ba mẹ mẹ đó, nên là tiếng Anh thì mới mất từ từ nó lớn tự biết, mấy anh mấy chị nó học rồi nó tự dạy cho nó không. Chứ bây giờ là chị cho mấy bạn học là học tương tác, thay vì chị ở nhà hôm nay hay chị ở nhà chị dạy nó à con này con chó con mèo con này con kia, thì bây giờ chị không có thời gian, chị cũng mời giáo viên đến nhà dạy luôn, dạy là còn nhỏ có biết gì đâu học, thì chị dạy tương tác thôi. Kế hoạch đón Tết năm nay của chị và con như thế nào? Năm nào cũng vậy hết á, là 30 Tết thì ở đây cũng cúng mâm táo rồi xong rồi sáng mùng 1 rồi xong rồi cho có bông rồi xong rồi mùng 1 đi về quê ngoại thì xì đây nọ thôi. Chị có muốn giữ cái nét văn hóa Tết nào cho các con không? Có chứ em. Ở nhà là bây giờ là nhà chị rần rần Tết rồi đó. Noel cũng vậy, là tôi thấy thả mới cái đầu tháng 12 là rần rần. Rồi xong rồi Tết là bây giờ là bắt đầu ăn Tết, Tết là Tết là đi về quê rồi. Nhà chị là trang trí Tết là đầy đủ rồi. Ví dụ như là có những cái điều kiêng kỵ trong ngày Tết đó, thì chị có làm những cái điều đó không? Hoặc là xông đất với không? Chị không có biết xông đất. Xong đất là đi vô nhà người ta nữa hả? Dạ không, xong đất là mình mời một cái người hợp tuổi với mình để đi vào nhà mình đó thì... Không. Không, con chị là may mắn nhất à. Tại vì chị biết rồi. Đi ra 30 Tết chứ đi ra khỏi nhà hết đi, thì còn có bông đi trên lầu, trên sân thượng mới lên. Còn có bông cái xong rồi cái hả chị cho người đàn con chị ùa vô nhà. Vậy là xong đất rồi đó. Vậy là năm nào con chị cũng xong đất. Năm nào con chị cũng xong đất về nhà chị hết trơn luôn á. Là cứ là đi ra cứ gần 12 giờ là cho mấy ảnh mấy chị đi ra, còn đứa nào còn ngủ thì ngủ trong nhà, còn đứa nào không mấy thì đi ra hết, đi ra đi coi có bông xong rồi chút là ùa vô nhà để xông đất vậy thôi. Mong ước của chị cho năm 2023 doanh thu nó tăng hơn chứ, để chị đủ tiền chị lo cho con chị khỏi mất công hỏng nên vất vả đi xin học phí mệt lắm. Hổng để chạy tới chạy luôn đi xin học phí đi xin giảm rồi này nọ. Cuối cùng là em nhờ chị chúc Tết ra báo nó ngôi sao chấm vn nha chị. Năm hết Tết đến thì Châu cũng chúc quý khán giả năm hết Tết đến thì Châu cũng chúc cho quý độc giả của ngôi sao.vn một năm mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc và đầy vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Ok, bên mời chị bí mật vi biết. Bí mật vi biết. Chị chúc mình. Nữa hả? Dạ. Rồi sao? Chị chúc Tết bên bí mật vi biết. Mình năm cũ sang năm mới thì Châu cũng
chúc mọi người có một cái năm mới làm ăn phát tài, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Ai chưa có con thì chúc con cháu đầy đàn, nhiều hơn nhà Vĩnh Châu luôn. Tóm lại là một cái năm mới dạng sự như ý, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.